Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ sáu, ngày 12 tháng 6 năm 2020. Phần đầu bản tin sẽ có những nội dung sau. Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Phạm Ngũ Lão phối hợp với Báo Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh đúng ngành nghề sáng tương lai lần thứ 12 năm học 2019-2020, thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh sinh viên các trường đại học và cao đẳng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đến với buổi tư vấn tốt nghiệp ngày hôm nay thì em cảm thấy rất là vui và phấn khởi vì có các anh chị của trường đại học đến tư vấn và hướng nghiệp cho chúng em để chúng em biết được là ngành nghề của mình chọn có đúng hay không. Để tạo điều kiện cho các em học sinh, đặc biệt là các em học sinh khối 12 có thêm những hiểu biết về tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp trong năm học này, có những cái lựa chọn cho phù hợp với năng khiếu, sở thích của mình. Tại chương trình tư vấn, các chuyên gia đến từ các trường đại học cao đẳng đã cung cấp những thông tin mới nhất về kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và phương thức tuyển sinh năm 2020 của các trường đại học cao đẳng, triển vọng của các nhóm ngành đào tạo. Các chuyên gia trong ban tư vấn cũng chia sẻ với các bạn về định hướng chọn ngành, chọn nghề theo đúng chủ đề. Xác định được cái ngành nghề và cái việc làm trong tương lai là rất là quan trọng. Qua đó các em có thêm những cái động lực học tập, động cơ học tập tốt hơn. Không chỉ học sinh lớp 12 mà tất cả học sinh của trường Phạm Ngũ Lão nói chung thì các em có khi có cái động cơ học tập rồi ấy, thì tự dưng cái việc học của các em nó rất là dễ dàng. Và khi học tập có mục đích rồi ấy, thì các em cảm thấy thích học hơn và học tập có ý nghĩa hơn. Trường Phạm Ngũ Lão mong muốn tạo ra một sân chơi bổ ích để các em có thể thể hiện tài năng của mình, qua đó giúp cho các em có thể giải tỏa những áp lực sau những giờ học căng thẳng.